Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai cuối cùng của ngày hôm nay nha. Là bonsai số 54 nha, 3 cây tổng hợp 250 bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen ship code lạ chuyển tiền trước nha quý vị. Đầu tiên một cây linh sam 86 gin siêu mini nha. Nhỏ xíu gì chứ ra bông nhóc hết trơn rồi đó. Đợt rồi nó ra bông, đợt này nó hết bông rồi. Đó. Nó dày chứ nó già lắm, mấy năm tuổi rồi nha quý vị. Không phải nhỏ gì là ấy đâu nha, mấy năm tuổi rồi đó. Rồi số 2 là cây cần thăng nè. Cái này là ba cây 250 bán cho quý vị, rồi bán vốn cho quý vị nha, lỗ tiền xe nữa nha quý vị. Mà tại vì còn có mấy cây bán cho nó vui chứ hết hàng rồi, nghỉ luôn rồi, đâu có đi mua nữa đâu. Còn đây cây hồng ngọc mai siêu mini nha, nó nằm ở trong này mấy năm trời nha quý vị. Mua của ông chú về bán cho quý vị chơi nè, có cục đá nữa nè. Quý vị thấy nó đang ra bông không? Đó, nó nhỏ xíu mà nó cũng ra bông nữa chưa? Quái luôn đó nè. Chia lợi của ổng về bán cho quý vị, như cây này tôi mua cả 100.000 rồi nha quý vị. Và hai ông tướng này nữa mà bán có 250 bao ship. Rồi bán dưới còn có quần xài lõn luôn nha quý vị. Đó vậy đó, không có đi mua hàng bán nữa. Rồi mấy cái này rồi bán vốn bán lỗ không, kệ nó vậy mà vui. Văn nghệ mà, cái nào lời lời, cái nào bán hữu nghị hữu nghị. Rồi kết thúc luôn nha quý vị nha. Rồi xuống luôn con ơi.